Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây để nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trích đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta 2 hình ảnh rất quen thuộc với đời sống thường ngày: hình ảnh của hạt cải và hình ảnh của nắm men. Ở hình ảnh thứ nhất, tức là hình ảnh của hạt cải, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng hạt cải là một trong những hạt giống nhỏ bé nhất. Khi hạt cải được gieo xuống đất thì nó mọc lên và trở thành một cây lớn, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên cành. Còn ở hình ảnh thứ hai, hình ảnh về nhúm men vùi trong đống bột. Chỉ có một nhúm men nhỏ bé thôi được vùi trong 3 thúng bột. Men đã âm thầm lan tỏa để đến khi tất cả bột dậy men. Bằng ngôn ngữ của dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng 2 hình ảnh đấy để nói về nước trời. Chúng ta thấy gì ở hình ảnh của hạt cải và ở nhúm men? Chúng ta thấy rằng có một sự bất tương xứng giữa nước trời lúc ban đầu và khi kết thúc. Hạt cải là một hạt nhỏ bé được gieo xuống đất, và chúng ta thấy khi nó lớn lên, nó phát triển chiều cao, và chiều cao ấy diễn tả cây nước trời. Còn hình ảnh của nhúm men được vùi trong 3 đống bột, chúng ta thấy gì? Chúng ta có thể nói đó là hình ảnh được diễn tả như là chiều sâu, như là sự lan tỏa âm thầm bên trong của nước trời. Từ hình ảnh của hạt cải và của nhúm men cho chúng ta thấy rằng có một sự sống nội tại nơi trong hạt cải, có một sự sống nội tại của nhúm men. Sự sống ấy âm thầm nhỏ bé đó, nhưng mặc dầu chúng ta không nhìn thấy, nhưng với thời gian nó đã trở thành cây cao bóng cả, nó đã có một ảnh hưởng lâu dài. Điều đó dạy chúng ta một ý tưởng, đó là chúng ta phải kiên nhẫn và phải nuôi niềm hy vọng. Tại sao vậy? Sở dĩ chúng ta phải kiên nhẫn đó là khi nhiều người đang sống trong xã hội hôm nay chẳng hạn, khi thấy quá nhiều điều xấu đang xảy ra, họ đã thất vọng về một tương lai. Vì thất vọng về tương lai cho nên họ có những phát ngôn hay có những cái hành xử rất là nóng giận. Và những cái hành xử, những cái phát ngôn đó thật ra không cần thiết.
Đúng hơn, khi chúng ta nhìn thấy những tiêu cực, đó là những mặt trái của cuộc sống, thì chúng ta cũng nên nhìn vào những tích cực. Mặc dù những tích cực đó đang rất nhỏ bé, đang rất âm thầm, nhưng chúng ta phải tin rằng những tích cực đó cũng đang lớn lên. Cho nên thay vì những nóng giận, những vội vã để đưa ra những nhận định tích cực, thì chúng ta hãy rèn luyện sự kiên nhẫn cho bản thân mình. Kiên nhẫn như là hạt cải được vùi trong lòng đất, và với thời gian nó đã nảy mầm, nó đã vươn cao, và với thời gian nó đã trở thành cây trổ sinh hoa trái, trở thành cây mà chim trời đến làm tổ. Cũng vậy, sự kiên nhẫn của nhúm men được vùi trong ba đấu bột, đó là điều cần thiết, bởi với thời gian nhúm men đó đã lan tỏa vào trong đấu bột, để rồi cả ba đấu bột đều dậy men. Thưa anh chị em, sự kiên nhẫn thì luôn luôn đồng nghĩa với sự hy vọng. Chính vì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi điều tốt, kiên nhẫn hạt cải vươn cao, kiên nhẫn nhúm men được lan tỏa, thì chúng ta cũng đang hy vọng rằng có một điều gì đó tốt lành đang xảy đến phía sau. Hy vọng trong mọi hoàn cảnh, hy vọng ngay cả trong lúc tăm tối nhất, đó chẳng là phải giáo huấn của Chúa dạy chúng ta sao? Vậy thì qua lời Chúa mà chúng ta lắng nghe hôm nay, chúng ta thấy rằng tuy có những điều nhỏ bé, những điều tầm thường, nhưng nó có sức thay đổi rất là mãnh liệt. Hạt cải tuy rất nhỏ bé nhưng đã trở thành cây to lớn, chim trời có thể đến làm tổ. Nhúm men tuy rất nhỏ bé được vùi trong ba đấu bột, nhưng nó cũng đã làm cho cả ba đấu bột được, ba thúng bột được nhúm men. Đó chính là cách thức Chúa làm. Đó là điều khiến chúng ta cần hành động, dù là hành động nhỏ bé đến đâu đi nữa, nhưng chúng ta phải hy vọng những hành động nhỏ bé cũng sẽ mang tới những thay đổi lớn lao. Điều cần thiết hơn cả nơi chúng ta, đó chính là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn trong cầu nguyện, kiên nhẫn trong hy sinh, và kiên nhẫn trong cả hy vọng. Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Thánh Ignacio Loyola, Đấng sáng lập dòng tên. Chúa đã sử dụng một con người, thanh niên Ignacio Loyola, và Chúa đã sửa dạy Ngài, uốn nắn Ngài, để Ngài trở thành một người, thay vì đam mê nghề binh nghiệp, đã trở thành một người đam mê Đức Kitô, đã trở thành một người hăng say đi loan báo tin mừng của Chúa. Thánh nhân đã làm mọi cách để cho Thiên Chúa được vinh quang hơn. Châm ngôn Chúa được vinh quang hơn, đó chính là châm ngôn mà Ignacio đã dành cho các đồ đệ trong hội dòng của Ngài. Và đó cũng chính là điều Chúa muốn chúng ta sống hôm nay. Hãy làm mọi việc, dù là nhỏ bé, nhưng với sự kiên nhẫn và với niềm hy vọng, Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta. Amen.